kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài đức phật thầy tây an tiên tri ba trận chiến do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau một chiến tranh âu châu ukraine và nga nay xem cảnh thế thình lình vô thường quỷ dẫn ai binh đặng nào sớm còn tối mất lao đao. Tỉ như trời chớp, sáng nào đặng lâu, dặm canh thâu, dặm canh thâu. Thở than than thở lo âu cho đời, nghĩ trong cuộc thế vơi vơi. Khổ tăng ra khổ trong đời gian nan, kìa kìa quỷ mị khởi loàn. Xả thương hổ dảo đa đoan hội này, phần thời giặc giá phủ vây, phần thời đói khát thân dày chẳng yên, lăng xăng nhiều cuộc đảo điên sợ trong thế sự như thuyền chạy khơi. Sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An, lưu ở Đình Tổng Sơn năm 1849, Nguyễn Văn Hầu biên khảo Ấn Tống năm 1973. Xả thương là rắn cắn, hổ rảo là cọp ăn, ám chỉ chiến tranh Âu Châu-Ukraine Nga diễn biến từ năm hổ rảo nhâm dần 2022 đến năm xả thương Ất Tỵ 2025. Binh lửa tàn phá kinh hoàng, thành phố sụp đổ điêu tàn người chết ngổn ngang, ảnh hưởng tai hại gây ra khủng hoảng dầu khí, vật giá leo thang, lạm phát gia tăng, rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. 2. Chiến tranh Trung Đông, Do Thái và Hồi giáo Ả Dập. Buồn dầu dầu, buồn dầu dầu. Hỗn ngươn xoay lại đời nay mơ màng. Mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân. Ngọn cờ phất, chống thùng tan kẻ lên người xuống hai đàng khác nhau. Quận ruột đau, quận ruột đau, Phật tiên thương chúng già, sầu héo khô. Lời bình, câu sấm, mèo kêu vang, mèo kêu vang, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân, ám chỉ từ năm mèo quý máu 2023, chiến tranh Trung Đông bùng nổ. Do Thái và khối Hồi giáo Ả Dập đánh nhau chết chóc kinh hoàng, các giếng dầu bị tê liệt không còn hoạt động kinh doanh sản xuất dầu khí bị gián đoạn, vật giá leo thang, đói khổ tràn lan, cầu sấm, rắn rồng sợ chạy vào ngàn ẩn thân vào quặn ruột đau, quặn ruột đau, ám chỉ cảnh binh lửa kéo dài qua các năm rồng rắn giáp thìn ất tỵ 2024-2025, gây chết chóc tang thương khốn cùng. Ba, Chiến tranh Á Đông, chiến tranh Mỹ và Tàu. Thế này cạn, sự đã rồi. Mở mang rời đổi lập đời thượng ngươn, chuyển luân thiên địa tuần h u -O -N. Hội này thấy lửa tàm lam cháy mạnh, ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Thầy xưa lời dặn hẳn hỏi, thực nhơn nhân thực đến hồi chẳng không? Lời bình, câu sấm, ít ai tỏ biết đặng hay, ví như cầm chén rủi tay bể rồi. Giáp chữ chén vào chữ bể, ta sẽ có thuật ngữ thiên cơ chén bể. Vậy cũng từ chén bể ám chỉ cái gì bể? thiên cơ bất khả lộ, phật thầy diệu dụng nói mẹo bóng gió dương đông kích tây, ý tại ngôn ngoại nói cái này ám chỉ kia kia, phải chăng thuật ngữ thiên cơ chén bể ám chỉ bình bể, tức là ám chỉ chủ tịch trung quốc chết khi bùng nổ trận chiến biển đông, khi nào sự cố chén bể xảy ra, thì biết đó là điểm báo tận thế cận kề, hãy tu mau kẻo trễ. Đức Phật Thầy nhắn nhủ bá ra rằng dù ngài lộ thiên cơ bằng thuật ngữ chén bể để cảnh báo thiên cơ tận thế, nhưng ít có ai mà hiểu đặng, cho nên ngài viết rằng, ít ai tỏ biết đặng hay, nghĩa là ít có ai hiểu đặng cái lý thiên cơ chén bể. Vì vậy, phần đông chúng sanh thật là bất ngờ, thật là thình lình, e sợ rằng sự cố chén bể xảy ra thình lình, chúng sanh tu không kịp, không thoát qua được cơ sàng lọc kỳ này, chết chóc hái hùng. Đức Phật Thầy viết lời thở than, ngồi buồn than trách một mình, thương trong thế sự thinh lình tiêu tan, tỷ số người sống sót qua cuộc sàng lọc tận thế. Cuộc đời càng gắt lại càng gay, ngặt máy thiên cơ chẳng dám bày, Rắn núp dưới hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay. Đông Tây trộn rộn trời che xác, Nam Bắc ê hề đất trở thây. Nhơn vật mười phần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng trao mày sấm truyền Đức Phật Thầy Tây An. Lời bình, câu sấm rắn núp dưới hang coi ngựa chạy ám chỉ đến năm rắn ất tỵ 2025. Mỹ chủ động cho cả hai mặt trận Âu Châu và Trung Đông tạm ngừng chiến để sang năm ngựa bính ngọ 2026 ngựa chạy. Mỹ và đồng minh dồn lực lượng quân sự sang Á Đông trừng phạt Trung Quốc khiến xảy ra sự cố chén bể vào năm gà kỷ dậu 2029. Câu sấm nhân vật 10 phần hao 78 ám chỉ tỷ số nhân loại còn sống sót qua cuộc sàng lọc khử trược lưu thanh hiền còn giữ mất sau cuộc tận thế. Tỷ số này cũng khế hợp với lời tiên tri của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thiên cơ biến đổi can quà gấm trong thế giới còn đôi ba phần, màu màu kíp kíp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Sám giảng quyển 3, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Phước Huệ song tu, thời hạ ngươn ma chướng lộng hành phá hoại người tu, Đức Phật Thầy Diệu dụng pháp môn phước huệ song tu, vừa tu phước mở lòng từ bi bố thí vây nghiệp chướng giải tỏa bớt nợ tiền khiên, vừa tu huệ niệm lục tự di đà cầu Tây Phương Phật tiếp điển lành hộ trợ phóng quang độ người chân tu, muốn cho vào trốn ta bà, phương tiện bố thí hà sa phước gìn, kỉnh trời, kỉnh đất, thần minh, tông môn phụng tự giữ gìn tứ ân, xanh tại tiên hiếu song thân một hậu vi nghĩa ân cần sớm mai trung quân lòng giữ chẳng sai rồi câu tiết tránh tỏ bày bia son mình tu phải dạy cháu con đạo truyền kế đạo Phật môn lâu dài thích ca Phật tổ Như Lai lục niên tân khổ chẳng nài nhọc công đến nay về hạ thần long Tỉ như thuyền nhỏ bị phong giang hồ di Đà lục tự nam mô tu huệ vãng sanh tịnh độ ra vô thanh nhàn, thoát nơi khổ hải mới sang, lánh vòng trần tục khỏi đàng tử xanh. Phận tôi cư sĩ tín thành, thầy truyền dạy chúng làm lành tu thân, hạ ngươn cuộc thế cũng gần. Tỉnh tâm tự giác ân cần cho mau, chuyện tu chẳng khó ở đâu. Lấy câu bố thí làm đầu rất nên, tu phước, thiên thần biên chép đôi bên, thiện tăng ác giảm hư nên lời truyền trích sấm truyền đức Phật Thầy Tây An. Ngoài phương pháp phước huệ song tu, người tín đồ còn phải giữ đạo hiếu chung. Sanh tại tiên hiếu song thân, một hậu vi nghĩa ân cần sớm mai. Trung quân lòng giữ chẳng sai, rồi câu tiết tránh tỏ bày bia son. Chiến tranh Tam Quốc Mỹ, Tàu, Nga. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Lưỡi nói tròn nói méo gian manh, chuyện không nói có giật rành đảo điên điên đảo chiến tranh tại mày. Cũng cái lưỡi làm thầy các việc. Cái đôi có co Covid, Biển Đông, giặc tàu mưu độc cuồng ngông, tranh giành quyền lực chất chồng tội gian. Cũng cái lưỡi điếm đàng mưu độc, bày ra điều hiểm hóc chớ trêu Đá ngầm bồi đắp dệt theo, tạo ra căn cứ dập diều quân binh. Mùi thân dậu chiến trinh giành giật. Cái lưỡi kia mới thật tai nạn Mỹ tàu tranh bá thế gian ai thắng sẽ được nễ nang làm chùm nếu tàu thắng xưng hùng hoàn vũ mộng trung hoa làm chủ địa cầu lại còn hán hóa nam châu nước tàu mở rộng gồm thâu thế trần nếu mỹ thắng tàu quân bị diệt mỹ xưng hùng anh kiệt được không hay là còn vướng cái gông nga kia chờ đợi ngư ông ngao cỏ tàu bị diệt mỹ no thương tích thái bình dương trầm nghịch thây trôi máy bay tàu chiến dập rồi chiếc hư chiếc đắm ôi thôi muôn trùng mỹ bận bịu thu dung chiến cuộc nga thừa cơ tranh nuốt nước tàu mỹ nga lại thách đấu nhau coi ai xứng đáng đứng đầu thế gian cuộc thi đấu mở màn nguyên tử kho hạch tâm hung dữ nổ tung nhân loại lãnh án ngày cùng thần tiên xuất hiện kịp dùng phép thâu cứu nhân loại còn âu ba bảy chết bảy phần còn lại ba phần lập lại đời mới tân dân bồng lai tiên cảnh dành phần hiền nhân. Sydney, ngày 12 tháng 10 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.